Luật chơi vòng 1, người hùng của con. Tại vòng 1 sẽ có 3 thử thách với những câu hỏi liệt kê theo các chủ đề khác nhau. Các bé sẽ dựa vào sự quan sát, tiếp xúc hàng ngày với ba mẹ và nghĩ rằng ba hoặc mẹ ai là người am hiểu về chủ đề được đưa ra nhiều nhất để tham gia vào thử thách. Sau đó, bé sẽ đưa ra phán đoán ba hoặc mẹ sẽ trả lời ra được bao nhiêu đáp án cho câu hỏi. Trong vòng 1 phút, ba hoặc mẹ phải trả lời đúng với con số dự đoán mà bé đưa ra sẽ nhận được 10 điểm. Nếu không đạt được đúng số dự đoán của bé, thì số điểm đó sẽ thuộc về gia đình còn lại. Ngay sau đây sẽ là chủ đề mang tên Thế giới. Bây giờ mình bắt đầu với cô bé nhỏ Gia Linh trước nha. Con nghĩ là với chủ đề Thế giới thì ba hay mẹ sẽ trả lời giùm con đây? Dạ, theo con là ba. Rồi, còn Kiều Anh thì với chủ đề này con sẽ nhờ ba hay là nhờ mẹ nè? Con nhờ ba. Như vậy là cả hai cô bé đội trưởng của chúng ta đều mong muốn là nhờ hai người ba của mình sẽ vượt qua thử thách đầu tiên. Nhưng mà khoan đội trưởng ơi, bây giờ mình sẽ lắng nghe câu hỏi nha. Dạ vâng, câu hỏi như sau. Xin mời ba Huy và ba Công cùng lắng nghe. Trong thời gian 60 giây, ba của các con có thể trả lời được bao nhiêu thủ đô trên thế giới? Rồi, như vậy là với đề bài của chú Hoàng Rapper đó là trong vòng 60 giây thì ba của hai tụi con có thể kể tên được bao nhiêu thủ đô của các quốc gia trên thế giới. Thì Gia Linh, con sẽ thách đấu chị của mình bằng con số bao nhiêu nè? Dạ, ba con có thể trả lời được 4 thủ đô. Cảm ơn con. Như vậy là Gia Linh là chọn con số 4 thì Kiều Anh như thế nào nè? Dạ, ba con có thể trả lời được 5 thủ đô. Cảm ơn con. Gia Linh thì sao con? Dạ, ba con có thể trả lời được 6 thủ đô. Cảm ơn con. Còn Kiều Anh thì sao? Con nhường. Như vậy là chị lớn Kiều Anh đã quyết định nhường cơ hội lại cho gia đình của Gia Linh. Và ba của Gia Linh ơi, mục tiêu của mình đó là sẽ phải kể được 6 thủ đô của các quốc gia trên toàn thế giới nha. Chúc ba may mắn. Nói về thủ đô trên thế giới này của mỗi quốc gia thì có vẻ hơi khó với các bé. Nhưng mà đối với bậc phụ huynh mình thì mình rành hơn, bởi vì mình được hiểu văn hóa, vùng miền, địa lý của rất nhiều quốc gia khác nhau rồi, thì chắc chắn thủ đô sẽ động lại trong trí nhớ của mình rất là nhiều. Bên cạnh đó, con số 6 là con số nó cũng vừa phải thôi. Chắc chắn ba Huy sẽ làm được. Nào, 60 giây bắt đầu. Hà Nội của Việt Nam. Rồi, tiếp. Bangkok, Thái Lan. Dạ. Paris, Pháp. Dạ. Tokyo của Nhật. Dạ. Seoul của Hàn Quốc. Dạ. Phnom Penh của Campuchia. Dạ. Rồi, New York, Mỹ. Châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, châu Đại Dương, nhiều lắm à. Mấy nước gần gần mình đi. Gần hơn. Hết giờ, 60 giây đã kết thúc rồi. Thật sự đây chính là một trong những áp lực cực kỳ nặng nề dành cho ba Huy, bởi vì chúng ta nghe tiếng tích tắc nó bị phân tâm đúng không ba? Chứ bình thường mình trả lời cái vèo vèo thôi. Trong vòng 60 giây, ba Huy đã trả lời đúng 6 đáp án. Xin chúc mừng, 10 điểm dành cho gia đình của mình. Yeah. Và bây giờ sẽ là chủ đề thứ hai mang tên đời sống. Với chủ đề đời sống thì các đội trưởng sẽ lại tiếp tục chọn hoặc ba hoặc mẹ giúp mình vượt qua thử thách này. Bây giờ Kiều Anh, con sẽ chọn ba hay mẹ đây? Con chọn mẹ. Con chọn mẹ đúng không nào? À đúng. Còn Gia Linh thì sao? Con chọn ba. Con vẫn tiếp tục đặt niềm tin nơi ba, tại vì ba mới vừa đem 10 điểm về cho nhà mình đúng không? Dạ. Rồi, bây giờ ba của Gia Linh và mẹ của Kiều Anh, chúng ta hãy cùng hai đội trưởng lắng nghe câu hỏi nha. Ngay sau đây sẽ là đề bài dành cho chủ đề đời sống. Trong vòng 60 giây, ba hoặc mẹ của con có thể kể tên được bao nhiêu đồ vật nằm trong tiệm thuốc Tây? Rồi, như vậy là mình đã hiểu rõ đề từ chú Hoàng Rapper nè. Mình sẽ chọn xem là ba hay là mẹ của mình có thể kể được các đồ vật trong tiệm thuốc Tây. Rồi, Gia Linh bắt đầu với con số bao nhiêu nè? Ba con có thể trả lời được 5 món đồ. Còn Kiều Anh? Dạ thưa cô, mẹ con có thể trả lời được 7 món đồ. 7 món đồ rồi kìa. Gia Linh? Dạ thưa cô, ba con có thể trả lời được 8 món đồ. Em của mình đã tăng con số lên là 8 rồi. Thì chắc chắn là Kiều Anh cũng sẽ tiếp tục thách đấu chứ ha. Tại vì hình như là cô Tuyền thoáng biết được là ba mẹ của Kiều Anh cũng đang rất là tự tin đó. Mẹ con có thể trả lời được 9 món đồ. 9 món đồ, Gia Linh? Dạ thưa cô, ba con có thể trả lời được 10 món đồ. Kiều Anh?
Dạ thưa cô, mẹ con có thể trả lời được 11 món đồ. 11 món đồ rồi nha, các ba mẹ chú ý nha. Gia Linh thì sao nè? Con sẽ dường cho chị. Cảm ơn Gia Linh rất là nhiều. Như vậy là Kiều Anh ơi, với phần thách đấu của mình vừa thành công là mình đã mang cơ hội về cho mẹ để có thể thể hiện khả năng của mình rồi. Và mẹ ơi, mình sẽ có tổng cộng là 11 món đồ ở tiệm thuốc Tây mà mẹ sẽ phải vượt qua trong vòng 60 giây nha. Chúc mẹ may mắn. Chúc mừng mẹ Thu. Trời ơi, nguyên cái tiệm thì bao nhiêu món đồ mẹ ơi, cả trăm cả ngàn thứ, mà bây giờ chỉ trong vòng 60 giây thôi. 11 món đồ nha mẹ nha. Ok, 3, 2, 1, bắt đầu. Băng gạc, băng cá nhân, thực phẩm chức năng, thuốc giảm đau, thuốc kháng sinh, oxy già. Bước vô tiệm đó. Trời, dễ lắm mẹ ơi. Khẩu trang y tế, mỹ phẩm, kem chống nắng. À, hết giờ rồi. Mẹ cũng đã rất cố gắng trả lời khá nhiều. Vỗ tay cổ vũ cho mẹ trước nè. À, mẹ cũng rất là cố gắng rồi. Như vậy là 60 giây chúng ta chưa đạt được 11 đáp án rồi. Tiếc quá. Không sao, coi như mình tặng quà đi. Mình rồi, tặng 10 điểm tặng cho gia đình mình đây. À. Và bây giờ xin mời quý vị đến với chủ đề thứ 3, đó chính là chủ đề ẩm thực. Rồi, với chủ đề ẩm thực này thì Gia Linh, con sẽ chọn ba là chọn mẹ để thực hiện thử thách đây. Dạ thưa cô, là mẹ. Gia Linh đã quyết định chọn mẹ. Vậy thì Kiều Anh làm sao nè? Con đang phân vân giữa ba và mẹ. Nhưng mà tại sao con phân vân? Giờ con có thể nói nhỏ cho cô biết được không? Tại vì ba thì thường ngày sẽ nấu đồ ăn nhiều cho tụi con. Còn mẹ thì là nội trợ, thì ngày nào cũng nấu đồ ăn cho tụi con. Ba mẹ đều là những người biết nấu ăn. Nấu ăn rất ngon mà con rất thích nữa đúng không? Dạ. Nhưng mà bây giờ con ơi, cái vòng này mình chỉ được chọn một và chỉ một mà thôi. Con chọn ba. Rồi. Mẹ của Gia Linh và ba của Kiều Anh, chúng ta cùng lắng nghe câu hỏi xoay quanh chủ đề ẩm thực. Không biết là ai sẽ sành ăn hơn đây. Chúng ta lắng nghe câu hỏi nha. Khó hơn một tí. Trong vòng 60 giây, ba hoặc mẹ của con có thể kể tên được bao nhiêu loại trái cây dùng để trang trí trên bề mặt bánh kem? Bánh kem, ăn, trang trí trái cây, có à. Kiều Anh, mình bắt đầu trước đi. Con nghĩ là trong vòng 60 giây thì ba của con có thể kể tên được bao nhiêu loại trái cây dùng để trang trí trên cái bánh kem? Dạ cô, con sẽ bắt đầu từ con số 3. À, con sẽ bắt đầu với con số 3. Gia Linh thì sao? Dạ thưa con, mẹ con sẽ đoán được 5. Cảm ơn con. Kiều Anh thì sao? Ba con sẽ trả lời được 7 loại trái cây. Rồi, Gia Linh thì sao? Dạ thưa con, mẹ con có thể trả lời được 8 loại trái cây. Kiều Anh, thưa cô, ba con có thể trả lời được 9 loại trái cây. 9 loại trái cây có thể trang trí trên cái bánh kem. Gia Linh thì sao con? Dạ thưa con, nhường cho chị. À, như vậy là Gia Linh đã quyết định nhường cơ hội lại cho chị Kiều Anh. Và ba của Kiều Anh ơi, mình sẵn sàng với thử thách nha. À, 9 loại nha, ba con sẵn sàng nha. Rồi, chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Cherry, nho, ba ơi hãy cố lên, dâu, cam, kiwi, cố lên, táo, bà giỏi á, lựu, nho, nhãn lồng, chôm chôm, quải. Hết giờ. Và sau khi chúng tôi chạy ra tìm bánh kem để kiểm tra những đáp án xem có hợp lệ hay không và phù hợp với khẩu vị của những thực khách hay không, thì chúng tôi đã có được kết quả. Hay, vừa đủ chính luôn, 10 điểm. À, tuyệt vời, bà con quá giỏi. Yeah. Rất là xuất sắc. Như vậy chúng ta đã khép lại vòng 1, tỷ số đang là 20-10. Lợi thế tạm nghiêng nhẹ về gia đình của bé Linh. Nhưng mà hãy cứ yên tâm, chúng ta vẫn còn cơ hội nha. Và đó chính là vòng 2, ai là siêu nhân.